Xin chào quý vị và các bạn. Thì trên màn hình quý vị và các bạn là hai cái mẫu máy xay mini mà hiện nay chúng mình đang phân phối và bán trên thị trường. Thì dòng máy nó chia làm hai loại, đó là dòng xay khô và dòng xay ướt. Thì đầu tiên sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn dòng xay khô, mã hiệu là A150. Dòng xay khô này thì nó sẽ xay đa năng, xay là xay ngô, xay thóc, xay lúa, xay đậu, tức là các nguyên liệu về khô nhé. Và tổng trọng lượng của chiếc máy là nặng tầm khoảng 22 kg, motor là 2,2 kW. Bên em cam kết với quý vị là rằng 100% được cuốn dây đồng. Về phần nguyên lý hoạt động thì dòng máy nó cũng khá đơn giản thôi. Khi em đã cắm điện rồi thì nó sẽ là sự xà sắt của hai cái miếng đá này, hai miếng đá đây, hai miếng đá này gọi bằng đá thôi nhưng mà nó thực chất sẽ bằng gang nhé, để nó xay ngô, xay thóc, xay lúa. Nó có những cái răng cưa đây, khi hai cái răng cưa đó nó xà sát vào nhau thì sẽ dây đặt ra làm mịn hoặc là vỡ, nó sẽ tùy thuộc chúng ta điều chỉnh thôi. Bên trong này cơ cấu hoạt động trước cối này thì em tháo ra. Bên trong tất cả số bằng gang sẽ cứng cáp, khi hai miếng đá nó gần nhau khít nhau như vậy thì xay mịn này, còn khi mà hai miếng đá nó gần nó sao ra đây, ví dụ nó sao ra thì sẽ là vỡ nhé. Và điều chỉnh vỡ hay mịn ở đâu, điều chỉnh ở cái lúm du lô bên ngoài này, sẽ có tác dụng là điều chỉnh chúng ta là xay vỡ hay xay mịn. Chúng ta vẫn theo chiều kim đồng hồ thì hai miếng đá nó gần nhau để xay mịn này, còn khi chúng ta muốn điều chỉnh vỡ chúng ta vặn ngược lại cho em thì nó sẽ là vỡ nhé. Và khi chúng ta điều chỉnh ok rồi thì chúng ta sẽ phải khóa lại cái vặn bên ngoài để khóa lại nhé, để nó giữ nguyên cái trạng thái nghiền của chúng ta, nó sẽ không di chuyển nữa. Dòng máy thì khi chúng ta xay vỡ thì năng suất tầm khoảng từ 150 cho đến 180 kg một giờ, còn khi xay mịn là rơi khoảng từ 30 cho đến 80 kg, để tùy thuộc chúng ta xay độ mịn như nào, độ vỡ như nào, càng vỡ to năng suất càng cao, còn cái càng vỡ nhỏ nó sẽ giảm đi. Và khi chúng ta xay mịn nhé thì hai miếng đá nó khít nhau rồi thì khi chúng ta muốn tắt máy hoặc là chúng ta làm gì đó, chúng ta sẽ phải lối hai miếng đá nó sao ra thì chúng ta sẽ tắt máy cho em, tránh khi mà chúng ta cho nó dừng đột ngột ấy thì như vậy sẽ không tốt cho máy, đợt sau nó sẽ khởi động rất chi là khó. Đây là chiếc máy nghiền bột khô A150. Thì tiếp đến khi mà quý vị mà muốn xay bột gạo nước hoặc là chúng ta xay các loại nghiền nước ấy, chúng ta lại sang cái mẫu bên cạnh, thì mẫu này thì nó sẽ là mã hiệu là A140. Vẫn motor là 2,2 kW. Cái bầu sẽ là bầu inox, mạ inox để nó đảm bảo tính sạch sẽ cao để nó xay thực phẩm này. Bầu nguyên liệu là đổ đây và nó xay kèm với cả nước nhé. Dòng này thì sẽ nguyên lý hoạt động nó sẽ khác hơn một chút của một dòng kia, nó vẫn là sự xà sắt của hai miếng đá nhưng mà khi điều chỉnh nó sẽ hơi khác một chút. Dòng này khi chúng ta điều chỉnh ấy, thì chúng ta sẽ vận ngược chiều kim đồng hồ thì sẽ xay mịn nhé, còn khi tắt máy chúng ta phải vận theo chiều kim đồng hồ. Còn đá sẽ bằng đá, nó sẽ bằng đá luôn chứ không phải như dòng A150 đá nó sẽ bằng gang, để bằng đá luôn. Chân đế quý vị xem này, hai cái mẫu máy chân đế thì đều giống hệt nhau, chân cò và nhà dưới chân đế đây sẽ có 4 cao su giúp máy chống rung chống lắc. Dòng này thì nó năng suất sẽ kém hơn dòng kia, bởi nó chuyên xay mịn thì năng suất chỉ tầm khoảng từ 15 tới 20 kg thôi, nó sẽ không được nhiều như mẫu bên cạnh. Dòng xay mịn. Khi mà quý vị cần cái mẫu nào thì quý vị cứ alo bên em. Thì hai mẫu này đồng giá là 2.200.000 đồng, đều tặng kèm đá sơ cua nhé. Mọi thông tin đặt hàng quý vị liên hệ cho em theo số